Chí Quang. Ở đây em này đó nè, còn một dòng người ta là không đọc nữa. Mãi bên nhau anh nhé. Con này sao giống anh vậy? Cái kia của anh là mãi bên anh em nhé. Con này là mãi bên nhau. Thì cũng copy đó mọi người. Đúng không? Copy cái câu đó. Ok, thì học hỏi từ anh. Rồi. Kỳ quá tự nhiên à. Quay coi tự nhiên bao nhiêu người nhìn cái bắt mình đứng này mình hung à. Kỳ, rất là kỳ luôn á. Gì cả. Cái gì con thay đồ rồi chưa tiết xong. Rồi ok, hôn một cái nha, một cái đi nha. Thôi ok kìa. Ok đi dữ nổi. Ok được rồi. Cả nhà biết sao mà Kaka thay đồ không? Tại vì chuẩn bị đi ngủ.
Năm nay thì Đoàn thấy là mấy chị là hình sọt nha. Thiệt luôn á, nói thật luôn mọi người, bây giờ cảm giác là rất là được canh tị á. Tại vì trong cuộc đời của Đoàn mấy chục năm nay á, thứ nhất là chưa bao giờ có được cái buổi tiệc sinh nhật nào mà ba chị gái của Đoàn cho những cái đó hoa như vậy. Mà tự nhiên từ lúc có anh Quang thì giờ anh Quang là người được hưởng vậy. Hồi năm rồi mấy chị biết không, phong bao, hồi năm rồi sinh nhật của anh Quang nha, mấy chị cũng bỏ vô mấy phong bao á, là cái gì, tiền toàn là tiền đô không mà mới ghê. Còn năm nay là chơi nguyên một đó hoa. Nhưng mà cuối giờ anh đưa lại hết cho em mà. Cái gì? Em giữ hết mà. Thì em biết điều đó, nhưng mà ý là mình còn nói gì thôi, hiểu không? Nhưng mà cái gì thì cũng sẽ thuộc về mình thôi. Yeah. Nhưng mà năm nay là mấy chị gái là chơi sợp nha. Đó. Rồi ok, ca ca hôn ba cái đi. Con cha chứ lộn. Một cha gái là xong nha. Mà ca ca đi ngủ đây, bây giờ mời mọi người vô nhập tiệc nha. Chút xíu mình còn bánh tráng nữa, ok. Ok, cảm ơn mọi người. Sinh nhật gia đình thì đơn giản như vậy đi mọi người, nhưng mà thật sự là cái quan trọng nhất là cái đầm ấm quay quần bên nhau để ăn bữa cơm gia đình. Điều đó điều quan trọng nhất, tại từ xưa đến giờ thì Quang chưa bao giờ làm sinh nhật ở ngoài nhà hàng hay gì hết, toàn bộ là gia đình hết. Và khi mà có đoàn thì cũng như vậy thôi. Quang thích những cái không khí gia đình như vậy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm bữa đó là đoàn với Kiệt nè, với Khải là có tính là đợt này là sinh nhật của anh Quang là mình sẽ làm cho một cái villa ở ngoài Vũng Tàu. Nhưng mà ngay cái đợt này là Đoàn với anh Quang đang ở quê. Tại vì ngày mai Đoàn với anh Quang có cái chuyến từ thiện tại quê nhà, cho nên là không có kịp đi lên trên Sài Gòn. Cho nên là Đoàn quyết định thôi mình tổ chức ấm cúng ở nhà luôn. Tại vì giống như là tuy nhiên là sinh nhật đãi ở đâu thì mình cũng sẽ thấy rất là vui hết. Nhưng mà mỗi năm thì Đoàn muốn sẽ có những cái không gian khác nhau. Nhưng mà anh thấy vậy nè, ví dụ villa mà mình đi chơi thì lúc nào mình cũng đi được. Nhưng mà cái không khí gia đình có con cháu tất cả mọi người thì không có, không phải là cái lúc nào chứ, có được. Có chứ, định tổ chức là có luôn đó. À là mọi người là em luôn. Định tổ chức là bây giờ giấu là đi ra ngoài, là hôm bữa là trong đầu em bàn rồi. Em nói là bây giờ là kêu mọi người ra ngoài đó hết. Xong rồi em nói là sinh nhật của anh Quang là chỉ có hai đứa xuất hiện đó thôi. Là đi ra là anh sẽ bất ngờ. Thì em nói không? Là có đầy đủ hết luôn. Nhưng mà tại vì nói chung là nghe cái việc này là ngay cái chiếc mà Đoàn Vinh Quang về, tại vì mỗi năm Đoàn Vinh Quang phải giống như vào những cái ngày như thế này, Đoàn Vinh Quang phải đi làm chia sẻ yêu thương đến những bà con có hoàn cảnh khó khăn á, cho nên là thôi dịp khác mình sẽ đi chơi sao. Còn hôm nay là mà hôm nay mọi người thấy công nhận vui không? Rất là vui, ba má nhắc em. Rồi bây giờ anh chuẩn bị nói cái gì, cảm ơn mọi người đi để mình up video clip nè. Thì ngày hôm nay thì đứng bên đây nè, đứng bên đây nè cho đẹp đó, bàn tiệc của anh. Thì hôm nay thì đầu tiên thì Quang cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình, chị hai, chị ba, chị tư. Cảm ơn Kiệt với Khải và mấy anh em ở bên công ty cũng qua đây để mừng sinh nhật Quang. Ngày hôm nay thì buổi tiệc như vậy đối với Quang là quá ấm cúng rồi. Từ nhỏ đến giờ đối với Quang như vậy là ấm cúng nhất, tại vì có gia đình. Tại vì Quang cũng không, nếu cho Quang chọn giữa nhà hàng hoặc là một nơi nào đó với gia đình thì Quang đều chọn gia đình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đặc biệt cuối cùng Quang muốn cảm ơn và cũng là cảm ơn nhiều nhất đó là cậu Út. Đó là người bạn đời của Quang. Tụi Quang sẽ mãi mãi ở bên nhau và cũng muốn là sẽ năm sinh nhật nào cũng có hai đứa cho đến khi mà hai đứa không còn sức lực đón nhận sinh nhật nữa thôi. Không còn thở. Cảm ơn mọi người. Ok, bye bye.